Đây là quả bóng em mới mua. Còn đây là quả bóng tuổi thơ được làm từ quả bưởi. Bạn Lai sẽ bảo vệ khung thành phía bên phải, màn ảnh quý vị và các bạn. Còn em sẽ bảo vệ khung thành phía bên ngược lại. Rip. Rip. Sao lại thổi thế đó? Nhớ hồi xưa bắt bóng bằng tay thoải mái mà. Bây giờ có luật mới rồi, không được chơi bóng bằng tay. Tỷ số chung cuộc ở buổi giao lưu bóng đá bằng quả bóng bưởi. Em 20. Em 19. Để làm quả bóng bằng quả bưởi thì cũng đơn giản lắm. Chỉ cần dùng một cái gậy đập mềm quả bưởi như thế này là được. Bây giờ em sẽ lên sân để tập luyện cùng anh em, chuẩn bị cho ngày hội thanh niên diễn ra vào cuối tháng. Nếu mà mọi người muốn coi cảnh anh em tập luyện trên sân á thì nói cho em biết với nha.